Chào mừng tất cả các con đã đến với lớp học của cô Hương. Và hôm nay cô cùng các con sẽ học đếm số từ 1 đến 50. Các con đã sẵn sàng chưa? Nào mình cùng đọc với cô nhé. 1 số 1, 2 số 2, 3 số 3, 4 số 4, 5 số 5, 6 số 6, 7 số 7, 8 số 8, 9 số 9, 10 số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và 50. Và mình cùng đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và tiếp tục cùng đọc với sự chuyển động của số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Và số 50. Mời các con đến với trò chơi đoán xem số mấy cùng với bạn heo con nào. Số 5. Và cùng đoán xem bây giờ là số mấy nào. 1, 2, 3. Số 9. Và bây giờ để xem coi số mấy, các bạn sẽ cùng đọc to lên nha. Số 1. Rồi cùng đoán xem nữa nào. Số mấy các con? À, số 6. 1, 2. Số
Trò chơi đến đây đã kết thúc rồi. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy thích, các mẹ hãy like, share và nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được những clip tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.